Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Channel của Ngọc Lan, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ, anh chị, trận cờ hay. Trận tranh vô địch thế giới của kỳ hậu Việt, Cao Phương Thanh. Trận này diễn ra ngày 18 tháng 12 năm 2012. Mời anh chị xem. Trận đầu tiên Cao Thủ Đức cầm đỏ đi tiên, Cao Phương Thanh cầm đen đi hậu. Chúc anh chị xem cờ vui vẻ.将军。将军。将军，chơi đến đây, sát cục, Cao Thủ Đức buông cờ nhận thua. Mời anh chị xem ván thứ hai. Ván thứ hai này diễn ra ngày 10 tháng 10 năm 2019. Cao Phương Thanh cầm đỏ đi tiên. Dư Hân Như, Malaysia cầm đen đi hậu. Mời anh chị xem.
将军。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 
将军。将军，将军。将军。Chơi đến đây Dư Hân như buông cờ nhận thua. Video của em đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn anh chị bỏ thời gian quý báu xem video của em. Anh chị nhớ cho em xin một like và đừng quên bấm đăng ký giúp em. Em xin cảm ơn anh chị. Em xin chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video sau.